con nhỏ lâu lâu lắm rồi các bạn mót bây giờ bạn ấy 2 tuổi nhưng mà hầu như bạn ấy không bao giờ ốm cho nên uh, cũng không mua nữa cũng không mua nữa vì bạn chưa đi lớp cho nên cũng không mua không nhớ giá thứ hai nữa là các mẹ cho trẻ bú mẹ trên 6 tháng đầu đặc biệt với những trẻ mà ví dụ như bị tràm cơ địa bởi vì sao ạ những cái bé như vậy ấy, thì sau này cái khả năng miễn dịch nó sẽ giảm và thứ hai là nó tăng cái khả năng dị ứng thì nó rất dễ bị ho hen bị ho hen xoang đúng không ạ bạn Thùy Trang có hỏi nước này pha loãng dùng để xịt khuẩn sau mỗi lần trẻ chơi được không? Thực ra cái này xịt khuẩn thì rất là ok Nhưng mà theo những cái hướng dẫn của bác, của ông giáo Ozone ý Thì phải ngâm đủ thời gian Có nghĩa là pha tỷ lệ 4 hay 9 thì đấy chị cũng không nhớ rõ Pha tỷ lệ 4 đến 9 thì để ngâm tay Ngâm tay nhá Hoặc là khi mà bị bệnh thì chúng ta pha đặc hơn một chút Còn bình thường chúng ta pha loãng ra thì cứ cho em bé rửa tay hoặc xúc miệng rất là ok Cái xúc miệng rất là sạch nhá các mẹ nhá nó sạch hơn nước muối á. thứ hai bởi vì nó là nước muối điện phân mà nó sâu nó thẩm thấu tắm bằng nước ấm cho trẻ các mẹ chú ý là chúng ta sẽ tắm bằng gì ạ nước tắm cốt gừng các mẹ chú ý nhá. một chút nữa mình lần trước mình đã giải thích các mẹ rồi tại sao phải tắm nước tắm bằng gừng bởi vì sao ạ nó giúp khu phong tán hàn bởi vì bây giờ trẻ con nó sao ạ trẻ con sống trong môi trường lạnh nhiều cho nên bạn chất chúng ta sẽ phải xử lý những cái vấn đề mà khu phong tán hàn khí lạnh cho trẻ đi tiêm đầy đủ rồi ạ, à. vệ sinh răng miệng, tạo thói quen sử dụng khẩu trang, hạn chế đồ ăn lạnh. Chúng ta phải tuyệt đối chúng ta hạn chế đồ ăn lạnh bởi vì nó liên quan đến hệ thống tỳ vị. Một chút nữa mình sẽ nói đến trong Đông y, phế, tỳ vị và thận những cái cái bộ vị đấy rất là quan trọng với trẻ. Và cho trẻ uống nhiều nước. Thì trong này có 3 thứ mà mình hướng à, mình lưu ý các mẹ. Thứ nhất là giữ vệ sinh. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, đó là điều rất quan trọng luôn mà rất nhiều mẹ sai lầm bỏ qua cái đoạn này, được không ạ? thứ ba là phải tắm ấm cho trẻ và tắm hàng ngày ban ngày và làm sao ạ các mẹ phải tắm bằng một chút cái gừng các mẹ hoàn toàn có thể là pha gừng tự làm gừng được nhưng mà cái gừng bình thường bởi vì mình không biết ngâm thì đôi khi chúng ta dùng rượu nó hơi nóng hoặc là gừng nó nóng nó bỏng nó rộp mình sợ thôi đúng không ạ và chúng ta phải tắm nước gừng bởi vì sao ạ mình đã mô tả các mẹ rồi có ba đường thuốc dành cho chúng ta thứ nhất là qua đường miệng uống đúng không ạ thứ hai là qua da nó hấp thu qua da và thứ ba là qua đường hậu môn đó ba cái đường để để dẫn của thuốc. Vậy thì em bé của chúng ta còn bé, các bạn đi không thể uống với nhiều thực phẩm chức năng hoặc là không uống tỏi và không uống gừng được, được không ạ? Thế thì các bạn làm sao ạ? Các bạn chuyển sang giai đoạn tắm. Tắm cho trẻ nó sẽ giúp ấm phế, bởi vì sao ạ? Cái gừng ấy nó lại trong Đông y cái gừng nó lại đi vào kinh kinh kinh, kinh phế. Đúng không ạ? Nó đi vào kinh phế. Thế giúp cho cái hệ thống hô hấp của bạn ấy ngày càng được thiện hóa lên, nó ngày càng tốt lên, được không ạ? nguyên tắc là chúng ta cần phải làm tăng hệ miễn dịch của hệ thống hô hấp bởi vì sao trong đông y thì phế nó khai khiếu ra mũi phế của em bé chỉ cần bị lạnh thôi thì mũi của bạn đã hắt xì hơi và chảy nước mũi rồi cho nên cái ấm phế là cái quan trọng nhất đúng rồi ạ à, bạn kim ngân bảo là nên tắm nước ấm pha nước gừng tắm nước gừng giúp ấm phế đúng rồi các mẹ nhớ cho mình ba cái quan trọng nhất là giữ vệ sinh đặc biệt ở tay cái tay tại vì sao bây giờ Việt Nam mình hay hay nói về cái rửa tay như thế chúng ta thấy không ạ cái viêm cái đợt covid này này ai cũng thói quen thay đổi thói quen hoàn toàn đó là rửa tay mà thực ra là ở nước ngoài người ta đã có thói quen rửa tay khô từ rất là lâu rồi. bởi vì cái nền y tế họ rất là phát triển nhưng mà bây giờ Việt Nam mình đã thay đổi rồi thứ nhất là đeo khẩu trang thứ hai là chịu khó rửa tay hơn cái tay rất là quan trọng nhá cái móng tay của trẻ con rất cực kỳ nhiều vi khuẩn luôn sau này các bạn ấy quay ra các bạn ấy ngoái mũi thế là làm sao ạ vi khuẩn nó đi vào mũi và cuối cùng nó chạy đúng không ạ mọi người hiểu chưa ạ cái đoạn này đấy. đó và thứ hai là chúng ta sẽ theo dõi cái diễn biến cơn ho của trẻ như thế nào được không ạ? thứ nhất là chúng ta cần cần tránh cho bé hít phải bụi bẩn, lông động vật những cái loại mà khiến cho em bé bị uh, dị ứng á có rất nhiều bạn bị dị ứng cái lông thú á thứ hai là để ý thức ăn dị ứng ở trẻ thức ăn dị ứng này thì các mẹ sẽ phải có một cái kiến thức nữa liên quan đến kiềm và axit trong thức ăn của trẻ ví dụ nhé mình ví dụ à trong trường hợp mà em bé của mẹ hay thường xuyên bị dị ứng ấy, mà hoặc đang ho đang ho hoặc là những trường hợp mà ho viêm mũi ấy, đấy là những trường hợp mà dị ứng mẹ lại cho em bé uống quá nhiều sữa sữa bò sữa mẹ không nói nhá sữa mẹ có rất nhiều cái kháng thể rất là tốt rồi mà sữa bò ấy, thì thực ra là sữa ấy, nó chính là một cái một cái dạng tác nhân gây thêm vấn đề mà chúng ta sẽ bị dị ứng nhiều hơn hoặc là những trường hợp ngọt ấy em bé đang đau dạ dày ấy, mà cái nguyên nhân chính ấy, là do em bé ăn đồ ngọt và nó có mang chất acid tính à, axit nhiều cho nên cái này các mẹ sẽ phải cần nghiên cứu thêm một cái kiến thức về thức ăn cho trẻ và tăng cái tính kiềm trong quá trình ăn kiềm là gì ạ? kiềm có trong gì ạ có trong gừng trong tỏi trong chanh chanh mà nó đi vào trong cơ thể nó cũng là một dạng kiềm nhưng mà trong trong đồng y chanh thì nó lại mang tính lạnh thì chúng ta sẽ cái này chúng ta nghiên cứu sau chúng ta học sau thì chúng ta chỉ nhớ thôi khi mẹ mẹ ốm ấy chúng ta hạn chế các loại thức ăn mang tính axit được không ạ nó gây tăng cái khả năng bị dị ứng thứ hai là chúng ta nhớ là cái câu xúc họng rửa mũi bé hàng ngày bằng nước muối sinh lý nhưng mà cái này mình phải nhắc các mẹ một lần này cái sai lầm ấy sai lầm của tất cả cái thế hệ có thể thế hệ của mình ấy bây giờ không biết là các bạn nuôi con các bạn có xịt mũi không nhưng mà cái thời cách đây gần 10 năm là mọi người hay mua cái xịt lanh xịt ba bốn cái xịt lanh vào một mũi của em bé để làm sao ạ để, để để tống cái nước mũi ra không biết bây giờ các mẹ có nuôi con như vậy không các mẹ có xịt nhiều nước muối vào mũi không các mẹ comment bây giờ chúng ta có xịt nhiều nước muối vào mũi không ạ thì mình sẽ nói cho các mẹ cái sai lầm nó ở chỗ nào chúng ta comment chúng ta tương tác đi bây giờ chúng ta có dùng phương pháp đấy không chúng ta có xịt và chúng ta có giỏ rất nhiều nước muối vào mũi của em bé không vẫn có đúng không ạ? các mẹ tương tác hiện tại các mẹ chăm con kiểu gì? bởi vì hôm qua có một bạn hỏi mình, mình cũng đã phân tích cho bạn ấy là xịt nước muối, mà mọi người thắc mắc tại sao lại không không xịt? em vẫn rửa si nhẹ, si lanh cho con. nhà em có rửa mũi bé nhiều dịch nhầy. thế thì chúng ta sẽ thử thay đổi lại nhá chúng ta thử thay đổi lại sau cái bài học ngày hôm nay nhé chúng ta thử lại thay đổi bởi vì là khi mà các mẹ nhá các mẹ chú ý này khi mà chúng ta sử dụng xy lanh và chúng ta tống rất nhiều cái muối nước muối vào mũi con làm sao ạ các mẹ đặt nghiêng rửa đúng không ạ khi nghiêng rửa như vậy và các mẹ tống rất nhiều mũi và hốc mũi à muối và hốc mũi như vậy thì các bạn không vỗ các bạn không vỗ thì nước muối nó không ra hết đâu ạ và nó vô tình nó tăng cái tính dịch nhầy ở đấy có nghĩa là làm sao ạ nó làm ẩm bởi vì trong đông y mình hay để ý đến đàm ẩm và nó chính là một cái dạng đàm ẩm à, cái gì là cái giải phẫu vừa rồi mình có cho các mẹ xem rồi đúng không ạ cái viêm đường hốt trên thì chúng ta hãy quan tâm nhiều đến vấn đề lông mũi trước cái đoạn ngay ở phía ngoài trước thì khi mà bắt đầu em bé chỉ hơi có nước muối mũi thôi các mẹ hãy lau đúng không ạ chúng ta dùng cái bông thấm cái nước anonit đấy chúng ta lau cánh mũi thôi thấm cái nước của ông giáo ozone đấy lau cánh mũi hoặc là chúng ta dùng nước muối chúng ta lau cánh mũi thôi được không ạ đó để làm sao ạ để tránh chúng ta tăng nhiều cái dịch ẩm và chúng ta muốn làm khô cái nước muối uh, nước nước mũi thì một chút nữa mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách làm khô bởi vì mục tiêu của chúng ta là gì phải tống được cái nước muối uh, nước mũi ra và phải làm khô được cái dịch khi mà nó khô được cái dịch giống như kiểu là mình mô tả cho các mẹ nhé, phế của em bé khi nó bắt đầu nó bị dính cái ngoại tà là nó bị cảm cúm đấy, nó bị dính cái lạnh rồi ấy Thì làm sao ạ? Nó sẽ khai khiếu trực tiếp ra mũi luôn, nước mũi nó sẽ chảy Vậy thì chúng ta làm nào ạ? Chúng ta cần làm ấm phế, có nghĩa làm sao chúng ta cần khu phong tán hàn, tán cái thằng hàn nó ra ngoài khỏi người Thì nó sẽ không gây dịch nữa, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải xịt đâu lau cánh mũi bằng gì à chị em cũng hơi dối vệ sinh mũi cho con em lau cánh mũi bằng nước muối hoặc là cái nước alonit alonite à, mà của ông già ozone ấy. hay là các bạn bây giờ hay các bạn hay gọi bằng nước a ấy nhỉ các tỉnh chắc là họ có bán đấy các tỉnh có bán nước a còn ở hà nội thì hay gọi là nước anonite của ông già ozone và mua ở đâu nhỉ bạn trang trích gửi bảo mua ở đâu mình xem lại nào mua ở trên uh, viện nghiên cứu khoa học hàn lâm quốc gia cái này là có thể mua uh, mua chắc bán hàng can hoặc lít thì chị không rõ lắm nhưng mà cái nước đấy nó rất là tốt nó xử lý vi khuẩn virus cho bạn luôn đúng không ạ tất nhiên là nó không xử lý hết loại virus đâu nó có rất nhiều loại virus mà nhưng mà về viêm mũi họng này tay chân miệng này rất là ok luôn vâng nhưng mà nhỏ và mũi hay thấm vào gạc em thấm vào gạc nhá với các bạn các bạn gì nhỉ các bạn trẻ sơ sinh ấy, chúng ta thấm vào gạc hoặc là chúng ta nhỏ một giọt thôi cũng được ở đây chị chỉ hướng dẫn mọi người là hạn chế tống rất nhiều nước muối và mũi ngon bởi vì đã từng có trường hợp mà ngày xưa chị xem rất là nhiều cái trường hợp mà dùng xi lanh ấy bốn năm cái xi lanh mà xịt một bên á thì nó gây làm sao ạ tổn thương niêm mạc và thứ hai nữa là cái nước muối nó khu trú trong mũi mình nhiều được không ạ cái nước muối nó khu trú trong mũi mình rất là nhiều và mình không có cách nào làm khô nó bản chất chúng ta phải làm khô được tức là chúng ta phải ngăn chặn cái thằng nó tiết dịch mũi ấy. mà cái thằng tiết dịch mũi là gì là thằng phế thằng phế nó gây ra khiến cho nó bị chảy nước mũi và chúng ta trị gốc thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài y học cổ truyền để chúng ta trị gốc đúng không ạ còn cái này chị đang nói theo hướng Tây y đấy để cho mọi người có cái góc nhìn bởi vì thực ra Tây y thì nghe nó sẽ dễ hơn Đông y rất là nhiều Đông y là trong cái bài này gọi là tiết giảm đi để làm nào nói cho mọi người dễ hiểu nhất á chứ còn Đông y nó lằng nhằng lắm Mỹ Linh nếu chỉ nhỏ một hai giọt khi trẻ bị chớ lên mũi thì sao chị ờ đúng rồi không sao khi mà bé bị chớ lên mũi thì lúc đấy chúng ta phải rửa rửa mũi và chúng ta nhỏ một hai giọt không sao cả nhưng mà chị đang nói trong trường hợp mà ngày nào cũng như ngày nào các mẹ có một cái thói quen đó là rửa rất nhiều muối và mũi kiểu trẻ con khi mà các bạn ấy đang bị mũi họng mà các mẹ rửa quá nhiều thì đấy là điều không nên còn khi mà chúng ta vệ sinh hàng ngày chúng ta một hai giọt cũng không sao nha các bạn nhé Được không ạ? Thế thì các mẹ chú ý khi các mẹ kể cả khi mà các mẹ đang nhỏ nước muối nhá, các mẹ làm sạch đúng không ạ? Nó nhỏ từ bên này sang bên kia. Thì các mẹ hãy chú ý cho mình là các mẹ phải có tư thế là chúng ta vỗ long đờm cho trẻ. Được không ạ? Kể cả khi các mẹ xịt mũi này, khi mà các mẹ xịt mũi nhá, các mẹ để nghiêng rồi đúng không? Thế thì khi mà các mẹ xịt xong mũi, các mẹ vẫn phải để em bé làm nghiêng và vỗ. Vỗ làm sao? Thứ nhất là nó có tác dụng long đờm. Thứ hai là để cho cái nước muối đấy nó chảy ra hết ra bên ngoài nó đừng có chảy xuống họng nữa nhiều người cứ bảo là nước muối nó chảy xuống họng nó tốt nhưng thực ra ra ngoài tốt hơn chứ đúng không ạ nó chảy ra ngoài cho nó sạch thì nó làm sao nó đây là một cái phương pháp vỗ long đờm nhá khi mà các bác sĩ vật lý trị liệu thì bao giờ người ta vỗ long đờm nó tống đờm ra ngoài rất là nhiều còn thời ngày xưa ấy, khi mà con mà bị bị, bị nặng ấy, nhiều khi mình còn móc 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 họng ấy, cho nó ra đờm ấy bởi vì ngày xưa chưa biết cái phương pháp vỗ long đờm từ từ phổi đi lên cho nên toàn uh, ép đờm ra sau đấy là móc cho nó ra tức là dùng dùng cái gì ạ loa bên nào nhỉ loa của chị à chúng ta dùng cái bông gạc mình chỉ hơi gợn lên một tí để móc cho cái đờm của bạn nôn ra thôi tức là bạn đang có cái nôn bạn mình nôn ra nôn ra thì rất là tốt không phải dùng thêm cái long đờm làm gì bởi vì thực ra là em bé dùng long đờm chứ chắc long đờm hết rồi bản chất của tất cả các loại thuốc uh, như đông y ấy, thì bản chất nó phải làm ấm phế nó ấm phế ra thì nó tự không tăng tiết dịch thì nó không sinh đờ. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ để ý này. Nốt mấy phần trong Tây y nhá, song song Đông y nhá. Thì chúng ta hãy để ý là không để gió ngoài trời điều hòa như mình nói là cái điều hòa là nó không phải sinh ra là do bệnh của điều hòa đâu mà bởi vì làm sao ạ? Bởi vì thường xuyên những cái vùng bé bị hở như là tay chân, cổ vai gáy cái nơi đấy là cái nơi mà nó hút gió cho nên chúng ta em bé dễ bị đúng không ạ đúng không ạ đây là những cái trường hợp của tây y đây ạ à, rèn luyện sức khỏe rồi các thứ đây còn với trẻ con bé thì các bạn một tuần à, một ngày các bạn cho em bé làm sấp khoảng tầm 4 lần à bốn bốn tiếng và chú ý theo dõi em bé nhé bởi vì khi làm sấp nhá nó sẽ tăng cái chương lực cơ nó giúp phế phát triển rất là tốt sau đấy tắm bằng nước gừng và massage được không ạ đấy là phương pháp giúp cho phế của trẻ con khỏe hơn rất là nhiều với các trẻ con bé ấy ạ lớn thì lớn thì sao ạ lớn thì vận động ngoài trời nó rất là tốt cho sức khỏe luôn đúng không ạ thực phẩm các bạn chú ý ạ chúng ta sang y học của truyền nha rồi bây giờ chúng ta sang y học của truyền cái phần tây có mẹ nào hỏi nữa không bạn thanh thảo Em cũng không cần rửa bằng xi lanh Em nhỏ mũi có ngâm sợi tỏi Và luôn thấm sạch Nên mũi bạn su trộn phía không chảy mũi Ngâm sợi tỏi à Rồi ạ Phần tây y có mẹ nào hỏi không Chúng ta sang tây y nhá Chúng ta sang y học của truyền nhá Yêu của truyền thì cái nguyên nhân Của cái ngoại cảm phong hàn Hôm nay chúng ta sẽ đi một phần chính thôi Bởi vì chúng ta không thể đi hết được trong cái trường hợp Mà của phế đâu, phế chúng ta nhiều trường hợp lắm mình đi cho các bạn cái phần mà tay chân lạnh thì cái nguyên nhân theo y học cổ truyền mà bị nhiễm bệnh ấy, nó gồm có phong hàn thực tấp táo nhiệt và nguyên nhân khác là nội nhân có nghĩa bên trong cơ thể bệnh lý ấy, có nghĩa là bạn ấy bản chất là đã có bệnh lý rồi thì trường hợp đấy chúng ta loại trừ không nói trong đây chúng ta chỉ nói cái nguyên nhân quan trọng nhất là trường hợp mà cúm cảm cúm và nhiễm phong hàn được không ạ vậy thì mẹ nào mà đã đi học tất cả các lớp tiền sản của việt ke thì đều có câu thế này cổ nhân có nói là chăm bệnh do phong tà mà nên Phong tà là gì? Phong là gió, tà là những cái ngoại tà, những cái khí độc, đúng không ạ? Thì cái khu vực phong môn và phế du này nó là cửa của gió và thường xuyên bị cảm cúm, đau cổ, vai gáy, đúng không ạ? Thế thì em bé cũng tương tự như người lớn thôi, có nghĩa là sao ạ? Cái khu này nó thường xuyên nó sẽ bị nhiễm, cho nên là làm sao ạ? Những cái nguyên tắc mà chúng ta nuôi trẻ chúng ta phải nhớ có bốn ấm là chân ấm, tay ấm, bụng ấm và lưng ấm, được chưa ạ? Những cái chỗ mà chúng ta phải giữ ấm đó là bốn cái khu vực, đúng không ạ? bốn ấm một lạnh đi ạ à. nguyên nguyên tắc của chúng ta chúng ta phải nhớ bốn ấm một lạnh lạnh là đầu phải giữ lạnh đúng không vậy thì cảm mạo theo y học cổ truyền là như nào ạ là do sức đề kháng của cơ thể trẻ nó bị kém đi đúng không ạ và em bé cũng đâu có biết nóng lạnh như thế nào để kêu chúng ta đâu đặc biệt là khi sốt đặc biệt là khi sốt sốt lạnh ấy. rất nhiều mẹ sai lầm trong vấn đề xử lý khi sốt sốt do sốt rét nhá một chút nữa là mình sẽ hỏi một câu hỏi cho các mẹ thử xem các mẹ có 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 xử lý đúng trong cái trường hợp mẹ bé sốt rét không? và cái triệu chứng của cái lâm sàng đó là gì ạ? đó là sợ rét này, sốt này, đau đầu này, ngạt mũi, hát hơi, ho, đúng không giai đoạn mình sẽ chia các giai đoạn các mẹ xem. đây là phân biệt sốt đây. rồi ạ, phân biệt sốt theo y học cổ truyền nó có ba loại chính: phát sốt do ngoại cảm, thứ hai là phát sốt do âm hư và thứ ba là do thực nhiệt cái đoạn này thì nghe nó hơi khó thì mình sẽ chỉ nói các bạn duy nhất một thứ thôi đó là phát sốt do ngoại cảm ngoại cảm thì đó là gì ạ à? nó cảm cúm ấy mình hay gọi là cảm cúm ấy thì bắt đầu là sợ lạnh này phát sốt để đầu đau chảy nước mũi rêu lưỡi có nhá có rêu lưỡi còn âm hư thì âm là gì âm có nghĩa là chất lỏng ấy giống như nước ấy có nghĩa là giống như việc bị nhiệt ấy sốt nhiệt ấy thì lòng bàn tay nó sẽ nóng chúng ta sẽ phân biệt hai trường hợp là trường hợp bàn tay trên bàn chân lạnh và trường hợp bàn tay bàn chân nóng Đấy là lý do tại sao lúc đầu tiên mình hỏi các mẹ Các mẹ có biết khi nào uống hành và khi nào uống giết cá không? Ấy? Bởi vì chúng ta phải phân được hàn, nhiệt Thì chúng ta mới cho con mình uống được Chứ không phải nó đang sốt rét Chúng ta lại cho cái đồ đồ rét vào Mà nó đang sốt nóng Chúng ta lại cho cái đồ nóng vào Thì nó không khỏi được Và nó chuyển bệnh Các mẹ hiểu chưa ạ? Cái phát sốt do âm hư hoàn toàn có thể liên quan đến những trường hợp sốt như sởi Sốt do phát ban được không ạ sốt ra sốt đấy đó là cái trường hợp mà nó phải phát độc ra ngoài ấy. thì đó là sốt nhiệt đó còn sốt do ngoại cảm nó là trường hợp mà sốt rét đoạn này các mẹ phân biệt được chưa ạ hay mình hay gọi là cảm cúm ấy và ngày hôm nay chúng ta chỉ đi duy nhất là trường hợp cảm cúm thôi bởi vì chúng ta đi các trường hợp kia nó nhiều lắm luôn ấy. vậy thì chúng ta sẽ chia thành ba giai đoạn như thế này giai đoạn mới chớm nhá là hắt hơi gai người ớn lạnh có nghĩa là mình sẽ hướng dẫn các mẹ trong trường hợp mà em mới bị hắt hơi thì chúng ta làm là chúng ta xử lý luôn đúng không ạ như lúc đầu tiên mình có nói ấy, chúng ta hãy cố gắng xử lý trong trường hợp mà viêm đường hô hấp trên chúng ta đừng để cái biến chứng chuyển xuống hô hấp dưới đúng không ạ bởi vì khi đã chuyển xuống viêm đường hô hấp dưới là các bạn đã phải cho con nhập viện rồi và làm sao ạ khả năng đi bệnh viện thì nhiễm chéo virus rất là nhiều Đúng không ạ? Chúng ta không sợ đi bệnh viện bởi vì bệnh viện không chữa bệnh đâu mà chúng ta đi vào bệnh viện bởi vì chúng ta sợ nhiễm chéo. Các bạn nhớ cái năm 2014 không? Cái năm đấy là một cái năm dịch sởi nó kinh khủng luôn ở ngoài Hà nội. Và rất nhiều trẻ con chết. Bởi vì sao không phải chết do sởi mà chết do nhiễm chéo vi khuẩn à, virus rất nhiều ở bệnh viện luôn. Giống như trường hợp tại sao cái uh, uh, cái uh, cái covid này tại trong trong Sài Gòn ấy đâu có phải là do người ta không tự chữa ở nhà đâu mà bởi vì chúng ta vào viện Khả năng chúng ta bị nhiễm chéo rất là nhiều Và chúng ta không có máy móc Thì chúng ta nên xử lý khi mà chớm Khi mà chúng ta chớm Để chúng ta hạn chế chúng ta phải đi vào Làm tăng áp lực cho bệnh viện đi Mình thấy cái hệ thống bệnh viện Việt Nam mình quá kinh khủng Đi vào bệnh viện đông kinh khủng luôn Mà mùa này chúng ta đi bệnh viện thì thôi rồi đông lắm Đúng không ạ? Chúng ta nhiễm, chúng ta còn Covid Covid nữa cho nên chúng ta cố gắng Cố gắng là chớm và chúng ta xử lý ngay Đúng không ạ? Không phải chớm phát là chúng ta uống kháng sinh không viêm đâu chớm phát là chúng ta xử lý bằng dân gian y học cổ truyền rất là nhanh luôn mình hướng dẫn cho các mẹ luôn giai đoạn hai là vào biểu <laughs> trong y học cổ truyền gọi là vào biểu có nghĩa qua da ấy vào biểu thì bắt đầu nó chỉ hơi sốt nhẹ hát hơi sổ mũi thôi còn giai đoạn vào lý là gì như mình nói ấy, là viêm đường hô hấp dưới à, dưới giống như trong tây y người ta viêm đường hô hấp dưới đúng không ạ thì nó là vào viêm phổi và viêm phế quản thì cái này mời các bạn đi bệnh viện đúng không ạ mời các bạn đi, đi khám bởi vì chúng ta chưa đủ khả năng xử lý trong trường hợp giai đoạn 3 1 và 2 hoàn toàn có thể làm được đúng không ạ? Đoạn này chúng ta có hiểu không ạ? Chúng ta hiểu chúng ta hãy comment số 9 nhá, uống nước ấy. Các mẹ tương tác kìa. quen quen nói to bị mất giọng cả nhà. Biết mẹ tương tác vậy. Ở đây chúng ta có ba mấy mẹ mà. <laughs> giai đoạn 1 và 2 hơi giống nhau chị nhỉ, đúng rồi. Bởi vì nó nhanh lắm, nó gần như nó chỉ gọi là trong đông y nó chỉ gọi là giai đoạn 1 thôi, có nghĩa là chỉ vào biểu thôi. Đông y nó chỉ phân vào biểu và lý thôi. Nhưng mà mình đang chia cho các bạn theo cái kinh nghiệm của mình để làm sao ạ. Bởi vì hai giai đoạn này nó khác nhau cái sốt. Cái sốt thì nó thêm một huyệt nữa. Cái sốt thì mình sẽ hướng dẫn các mẹ thêm một huyệt nữa, còn trường hợp sẽ xử lý như nhau. Nhá, bởi vì nó sốt thì các mẹ sẽ phải giải giải sốt cho nên mình sẽ chia ra giai đoạn này em bé đã bắt đầu chảy nước mũi chưa giai đoạn nào thì là đúng rồi hát hơi phát có thể chảy nước luôn các bạn nhé hát hơi phát có thể chảy luôn thậm chí 4 giờ chiều chúng gió hát hơi đến tối chảy nước mũi luôn mà bởi vì nó cái kinh phế như mình nói lúc đầu cái kinh phế nó nhiễm phát là nó khai thiếu thẳng ra mũi luôn nhanh lắm cái hầu họng nó nhanh cực kỳ giống như việc châm cứu thôi tại sao khi mà mình châm cứu xoang nhá mình châm một mũi thôi ngoại quan này thôi mà bệnh nhân hết ngạt mũi luôn, nó cực kỳ nhanh, cái kinh phế nó nhanh lắm luôn, bởi vì nó liên quan đến khí, khí thì các bạn biết là tốc độ khí nó kinh khủng như nào rồi đúng không ạ, nó phải giống nước đâu, thủy nó thận đấy thì nó sẽ chậm hơn cái kinh phế nó nhanh lắm, cái hầu họng này nó chữa rất là nhanh, biết cách chữa nhanh cực kỳ luôn. À, nhiều khi mà viện viết trên Facebook khách hàng tưởng chém gió, tưởng mà sao làm gì có cái chuyện đang ngạt mũi phát châm phát khỏi luôn thần y à, nhưng mà thực ra khí nó rất là đơn giản, khí nó nhanh, nó tức là nó tắc, châm phát nó sẽ thông ngay, nó giống như một cái đường tắc thôi thì cái mũi của chúng ta rất là đơn giản cái trường hợp 1 và hai nó hơi giống nhau nó chỉ khác nhau mỗi cái sốt thôi thì mình mình sẽ cho thêm bởi vì mình sẽ chia ra như vậy để cho các mẹ xử lý sốt được không ạ các bước thực hiện nhá các bước thực hiện này việc đầu tiên như chúng ta chúng ta không đoán mò chúng ta cần tìm nguyên nhân nguyên nhân như mình nói trong đông y chỉ phân biệt hai chứng hàn và nhiệt thôi Thế thì chúng ta cần phải sử dụng phương pháp nào để chúng ta tìm ra nguyên nhân xem bạn ấy đang bị hàn hay là bạn ấy đang bị nhiệt. Trường hợp thứ hai là bắt đầu chúng ta phân biệt được hàn nhiệt rồi. Thì lúc đó chúng ta mới đến chúng ta dùng huyệt và lúc đó chúng ta mới dùng thuốc hay lúc đó chúng ta mới dùng các dược liệu mà chúng ta tự làm. đúng không ạ? Trong bài này thì các mẹ nhớ cái quy tắc chung. Đó là gì ạ? Như mình nói ngay từ đầu, không thể nhớ, không được quên. Các bạn ghi ngay vào, không được quên. Khi ốm, khâu vệ sinh là khâu quan trọng nhất các mẹ có cho con uống thuốc bằng rời nhưng cái miệng của em bé mà bẩn mà vi khuẩn vi rút nhiều ấy, nó bị bị di bị lại thôi được không ạ đây là quy tắc chung đó là vệ sinh răng miệng mũi học, tay chân vệ sinh được không ạ vệ sinh không gian, không gian sống đây là những cái thứ mà khiến cho em bé chữa không khỏi được khi ốm phải nhớ điều đó bởi vì mình gặp quá nhiều rồi rất nhiều bạn bởi vì cho cái cái, cái cảm giác ấy, cho em bé uống thuốc ấy, nó vất vả quá cứ uống xong lại nôn uống xong lại nôn xong rồi nhét mãi mới được 5 ml vào trong miệng nôn hết ra xong chán xong rồi nghĩ cái cảnh bắt đầu lại đi tưa lưỡi rồi lại đi thế nọ thì trai các bạn như nó ngại mà chính vì cái sai lầm đó khiến cho em bé của bạn sẽ bị đi bị lại và mãi không khỏi đúng không ạ cái này là cái kinh nghiệm kinh nghiệm bản thân mình và cái kinh nghiệm chữ xoang nữa vì cái xoang cái mủ nó hôi lắm cái mủ của xoang cực hôi luôn <laughs> được chưa ạ và chúng ta vỗ đờm tống đờm Chúng ta đừng sợ em bé nôn. Em bé mà đang ho nôn càng tốt các mẹ nhá, thậm chí đánh gió xong nôn luôn, càng tốt luôn. Thậm chí phải móc ra ấy chứ. Bây giờ chúng ta giai đoạn mới chớm thì nó có cái biểu hiện là hắt hơi, gai người, sổ mũi, đau đầu. Và cái cách chúng ta thực hiện là khu phong tán hàn khu phong tán hàn là gì thực ra là chúng ta đuổi gió nghe nghe có vẻ y học thì nó hơi lằng nhằng chúng ta hiểu một cách đơn giản chúng ta đuổi gió được không ạ thì cách chúng ta đuổi gió là gì ơ ờ, mình sau đi ra cả, cả nhà nhé nó Ờ, mình thiếu mất một cái ảnh. Thế đợi một tí một chút nữa mình sẽ gửi các mẹ các ảnh về liên quan đến đánh gió nhá. đánh gió mình hướng dẫn mọi người sau. ở đây chúng ta sẽ nhớ này bắt đầu hát hơi này. em bé hát hơi này. chúng gió thì chúng ta sẽ sử sử dụng gì nhỉ chúng ta sẽ sử dụng ba huyệt là dũng tuyền, ngoại quan và liệt khuyết ở đây ạ. dũng tuyền là gì ạ? lòng bàn chân. được chưa ạ? thế lúc này chúng ta có thể tiến hành cho em bé ngâm chân nước gừng được không ạ? bước thứ hai là chúng ta sử dụng huyệt ở đây ngoại quan ngoại quan ở đây bước thứ ba là dùng liệt khuyết ở đây nhưng mà thực ra là cách đơn giản như thế này mình quay video các mẹ xem rồi đây chúng ta không phải nhớ rõ nhiều huyệt đâu chúng ta chỉ nhớ là ở cái cánh tay chúng ta đi từ cổ tay lên trên cái huyệt khúc trì đây các mẹ xem nhá đó đánh ở trên cái phần mặt lưng tay ấy sau đó đánh tiếp chúng ta dùng dầu tràm đấy đây người ta gọi là phương pháp đánh ngựa qua thiên hà bằng dầu tràm hoặc bằng nước cốt gừng nếu mà các mẹ dùng nước cốt gừng nhá các mẹ đánh khi sốt để khu phong tán hàn bởi vì khi ấy nước gừng chúng ta không cần làm nóng đâu chúng ta đánh thế này đánh đơn giản này thôi đánh đánh như thế này các mẹ nhìn tay em mình này các mẹ tập đánh này đánh nhá cái ngoại quan ở trên này thì chúng ta đánh đánh ở đây khúc trì này khúc trì nó ở ngay cái khỉu tay này khúc trì ở đây này đây là cái huyệt để nó hạ sốt mà thì chúng ta không phải bấm không phải bấm mà khi mà bắt đầu mình đang hướng dẫn mọi người Cái cách mà khi bắt đầu bị hắt gì hơi á bắt đầu nhá thì đánh ấy. cứ dùng dầu tràm đánh cho mình thôi hoặc là dùng uh, dùng nước tắm cốt gừng trước bởi vì nước tắm cốt gừng nó khác dầu tràm ở chỗ này ấy. nước tắm cốt gừng là nó khu phong tán hàn nó xử lý luôn cái uh, cái hàn nó vào cái đường kinh dương á đường kinh dương trên mặt tay này mà thì sau đó là cái dầu tràm thì nó giữ ấm tức là kết hợp cả hai nó càng tốt thì nếu mà các mẹ mà không có một trong hai loại này thì đánh dầu tràm được rất là ok nhá mình thì mình khuyên cả hai luôn thì nó xử lý luôn nước tắm cốt gừng thì ngâm chân sau đấy là làm sao ạ đánh như thế này đấy cứ đánh lên đánh xong đánh nhớ đánh cái mặt tay này, này cái đoạn đoạn này ạ cái đoạn cái đoạn ở cái ngón tay cái này các mẹ nhìn thấy chưa ngón tay cái thì cái mặt này, này nó chính là cái huyệt liệt khuyết cái huyệt này thì nó rất nhạy trong trường hợp ho mà có đàm liệt khuyết nó giải đàm mà mình khi chăm cứu ho mình rất thích cái huyệt này luôn bởi vì nó là huyệt của đàm các mẹ đánh chưa ạ chúng ta có thể mở camera lên chúng ta đánh không ạ và đánh thì chúng ta học xem đúng không đánh thử xem mình đánh được không hôm qua mình có hướng dẫn một bạn là đánh gió cho con đi nhưng bạn ấy bảo là em bé không nhất không 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 chịu đánh gió nhưng thực ra là nếu mà đánh tay thì rất là dễ nhá nếu mà mẹ nào mà đang nuôi con nhỏ và đang cho bé ti ấy, mình đã thử rồi bởi vì con nhà mình hiện tại đã vẫn đang ti thì bạn ấy nằm nằm một bên mình cầm tay bạn ấy Xong mình đánh thôi mình cũng ngừng rồi trà mình đánh thôi đánh như này này vuốt lên vuốt lên thì nó sẽ giảm triệu chứng hát xì hơi gai người bởi vì thực ra trong diện trần thì khu vực này nó thể hiện khu vực lưng còn theo như lý luận y học cổ truyền thì nó chính là cái huyệt ngoại quan và liệt khuyết mà chúng ta không cần nhớ việc ở đâu hết cứ đánh được không ạ cứ đánh hết trên cái mặt kinh dương này này bởi vì theo đông y thì là khi mà nhiễm ngoại tà ấy, nó vào kinh dương đầu tiên sau đó nó đến kinh âm thì như là mình thì mình hay châm cứu thì ví dụ như châm cứu thì đơn giản lắm bạn nào mà nhiễm ngoại tà thì chỉ châm phát là ok luôn ý vì nó là vào kinh dương trước sau đấy vào kinh âm thì nếu mà chỉ trường hợp rất nặng là vào lý là trường hợp là lục phủ ngũ tạng ví dụ như vào phế vào thận bắt đầu mới bắt đầu phải châm cứu còn những trường hợp này chúng ta đánh không nó đã có hiệu quả rồi được không ạ chúng ta có thể mở lên nhìn đánh được không chúng ta đóng hết cả camera không biết các mẹ đánh như thế nào chúng ta thực hành đi chúng ta thực hành khi mà chúng ta làm cho con mình đúng không ạ được chưa ạ chúng ta nhớ chưa ạ khi mà bắt đầu chớm nhá chớm phát này chớm phát là đánh là ngâm chân nước gừng sau đây đánh là ok rất là ok rồi được không ạ sau đấy nếu mà bắt đầu bị mũi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp này à đây rồi đó những trường hợp sốt đây cái trường hợp mà giai đoạn 2 là bắt đầu nó có sốt hoặc là nó hoặc là kể cả không sốt nhá kể cả không sốt mà mũi mãi không khỏi mũi họng mãi không khỏi các bạn hoàn toàn đánh để tìm nguyên nhân được bởi vì các bạn không sợ đánh gió có rất nhiều bạn bảo là nếu mà đánh gió nhiều ý sợ hay bị nhiễm không hàn không thì câu trả lời là không nhá bởi vì khi mà chúng ta có một cái câu rất hay của trong dưỡng sinh đó là gì ạ năng năng đánh gió thọ 88 các bạn nhá, năng đánh gió thọ 88 không sợ cho nên cái cách đánh gió của chúng ta làm nào cái bước này là bước đầu tiên chúng ta phải tìm nguyên nhân đúng không khi mà em bé nặng lên rồi bắt đầu có sốt hơi chấm chấm sốt hoặc là có những trường hợp hôm trước mình có hướng dẫn mẹ bên uh, mẹ Thùy Dương ở Hải Phòng ấy nhỉ. Mình có hướng dẫn là đánh gió đi đã bởi vì bạn bảo là con bạn ấy uh, bị 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 ốm đó. Thì mình có hỏi bạn ấy là tìm nguyên nhân thì bây giờ chúng ta trước khi mình hướng dẫn mọi người thì mình cần phải biết là nguyên nhân nó là do cái gì. Thì bây giờ cách chúng ta tìm nguyên nhân là gì? Chúng ta đánh gió. Đánh gió đây Các bạn nhìn đi ạ, đây là cái lòng trắng này cộng với một miếng bạc này, cộng một ít tóc rối. Được không ạ? Chúng ta đánh